Nhiều nghệ sĩ Việt cảm phục trước nghị lực và tình thương Quốc Tuấn dành cho con trai. Mới đây, nhiều đồng nghiệp và bạn bè Quốc Tuấn không khỏi vỡ òa khi biết tin ca mổ của bé Bơm, con trai anh vừa được thực hiện thành công. Nhiều nghệ sĩ Việt đã nhắn nhủ những lời động viên cũng như chúc mừng anh sau bao nhiêu năm hy sinh vì con trai nay đã có kết quả. Quốc Tuấn là một diễn viên, đạo diễn khá quen thuộc với khán giả truyền hình và gây thiện cảm với những vai diễn mộc mạc được rất nhiều khán giả thích thú ca ngợi. Năm 2000, diễn viên Quốc Tuấn lập gia đình và có con trai đầu lòng. Niềm hạnh phúc chưa được bao lâu thì anh hay tin bé Bơm, con trai anh mắc phải căn bệnh Apert. Là một bệnh xương cứng sớm cục bộ, hẹp đường thở và hiếm gặp trên thế giới. Suốt 15 năm tìm cách chạy chữa cho con trai, cuối cùng điều kỳ diệu cũng đến với gia đình diễn viên Quốc Tuấn khi bé Bơm vừa được phẫu thuật thành công. Nhiều sao Việt có những chia sẻ về nam diễn viên cùng nghị lực và tình yêu thương vô điều kiện của anh dành cho con trai. Diệu Hương, diễn viên Diệu Hương xúc động trước câu chuyện của Quốc Tuấn. Tháng mới mỉm cười chúc gia đình anh thật nhiều hạnh phúc, dù có cả vị đắng nhưng chắc chắn sẽ ngọt ngào. Xin một điều ước trong ngày đầu tiên của tháng, có đơn vị bác sĩ thẩm mỹ uy tín tặng bé Bơm ca phẫu thuật thẩm mỹ, hoàn thành nốt công đoạn cuối của hành trình yêu thương, nghị lực và 15 năm chiến đấu với bệnh tật để có được thành quả ngọt ngào. Nữ diễn viên cũng chia sẻ rằng Quốc Tuấn tuy bề ngoài có hơi kiên nghị ít nói, nhưng bên trong anh là một người sống rất tình cảm, Covid, anh ấy luôn như thế, kiên nghị nhưng tình cảm. Ngay đi làm luật đời, thỉnh thoảng anh ấy đấm cái bụp vào lưng em. Chỉnh dáng phụ nữ là phải thẳng lưng, kiêu hãnh, chỉ bảo cho em, các em từng ly từng tí. Nghệ sĩ nhân dân Minh Hằng. Nghệ sĩ nhân dân Minh Hằng mừng rỡ khi biết ca phẫu thuật của con trai Quốc Tuấn thành công. Chúc mừng anh, mong bạn Bơm khỏe mạnh, luôn nở nụ cười hạnh phúc. Bạn là cậu bé nghị lực và có một người cha tuyệt vời. Nghệ sĩ nhân dân Minh Hằng đang có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người chồng thứ hai là một tiến sĩ toán học cùng những đứa con nuôi ngoan ngoãn. Trang Trần. Người mẫu Trang Trần xúc động khi đọc tin về hoàn cảnh của Quốc Tuấn. Cô gửi những lời chúc tốt đẹp đến gia đình anh. Chỉ có mẹ cha là yêu thương con vô điều kiện, ngưỡng mộ vô cùng, chúc anh và vợ con bình an và vượt qua mọi thử thách. Trang Trần hiện đang tập trung cho công việc kinh doanh của mình. Người đẹp có một cô con gái nhỏ vô cùng đáng yêu và xinh xắn. Thu Hằng. Người mẫu Thu Hằng mới đây cũng bày tỏ sự cảm phục trước tình yêu thương và sự hy sinh vô bờ bến của diễn viên Quốc Tuấn dành cho con trai. Cô nói, vừa đọc bài, mình vừa nghĩ đến việc chắc chú luôn là người chủ động giữ lạc quan trong gia đình, truyền cho con sự tự tin và nghị lực, nhưng chắc hẳn chặng đường 15 năm trải qua không hề dễ dàng chút nào. Đọc mà nghẹn ngào, tình yêu vĩ đại của người cha đã biến 1% hy vọng thành điều kỳ diệu. Chúc mừng bé và gia đình, một người bố vĩ đại. Mặc dù đang còn độc thân, nhưng siêu mẫu Thu Hằng không khỏi xúc động và ngưỡng mộ trước tình yêu thương mà Quốc Tuấn dành cho con trai. Anh Thư, sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với danh nhân Thanh Long, người mẫu Anh Thư hiện đang tập trung cao độ vào công việc cũng như chăm sóc cho con trai. Cô cũng hiểu được tấm lòng mà những người cha, người mẹ dành cho con cái. Anh Thư viết, không vĩ đại hơn tấm lòng cha mẹ, con cái bất hiếu là chuyện thường, nhưng hiếm có ba mẹ nào từ bỏ con cái, ngưỡng mộ anh Quốc Tuấn. Huỳnh Đông, ông bố một con Huỳnh Đông, nhận định về câu chuyện Quốc Tuấn đã lấy ly nước mắt của nhiều người. Đủ chất liệu để làm nên một bộ phim tuyệt vời về tình phụ tử, mẫu tử, nhưng có ai dám đầu tư? Cùng bực làm cha, Huỳnh Đông bày tỏ sự ngưỡng mộ, khâm phục trước câu chuyện của diễn viên Quốc Tuấn. Những hội bạn thân quyền lực giàu có của showbiz, tình bạn bền chặt suốt nhiều năm qua của sao Việt. Giữa những biến động của showbiz khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Hình ảnh hội bạn thân quyền lực nhất nhì showbiz. Hình ảnh hội bạn thân quyền lực nhất nhì showbiz với những tên tuổi gạo cội trong làng nhạc như Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Ngọc, Mỹ Tâm, Quang Dũng, Vũ Hà, Dương Triệu Vũ cũng hội ngộ đầy đủ trong một buổi tiệc sau 10 năm không gặp khiến khán giả không khỏi ngưỡng mộ. Nhóm bạn đồng loạt chia sẻ hình ảnh tại một bữa tiệc với sự tham gia của những đồng nghiệp, đồng thời là những người bạn thân thiết lâu năm tại showbiz Việt. Theo đó, trong loạt ảnh được đăng tải, những nghệ sĩ đình đám của làng nhạc Việt cùng ngồi chung một bàn, thoải mái vui chơi, tạo dáng, chụp ảnh, hát hò cùng nhau. Buổi gặp gỡ của họ thực sự giản dị với những tiếng cười, câu chuyện cũ như những người bạn thân lâu ngày gặp mặt, chứ không còn là bữa tiệc của các ngôi sao giải trí. Chính sự đơn giản ấy khiến nhiều khán giả xúc động trước tình bạn đặc biệt của họ giữa showbiz đầy cám dỗ thị phi và cạnh tranh khốc liệt. Hội bạn thân hiếm hoi của showbiz Việt duy trì được hơn 10 năm.
Tăng Thanh Hà, Thân Thúy Hà, Bùi Việt Hà và bà xã Phạm Anh Khoa là nhóm bạn thân hiếm hoi của showbiz Việt duy trì được hơn 10 năm. Hiện tại chỉ còn duy nhất Thân Thúy Hà vẫn còn hoạt động diễn xuất. Tăng Thanh Hà đã tuyên bố rời showbiz nhiều năm và chỉ tập trung cho gia đình và kinh doanh. MC Bùi Việt Hà ly hôn chồng và theo học ngành thiết kế thời trang. Ngoài ra, người duy nhất đứng ngoài showbiz là Thùy Trang, cô còn được biết đến với danh nghĩa vợ của nam ca sĩ Phạm Anh Khoa. Năm 2007, bộ tứ Tăng Thanh Hà, Thân Thúy Hà, Bùi Việt Hà và Thùy Trang đã là những người bạn thân thiết. Dù cách biệt về tuổi tác và ngành nghề cũng như mức độ nổi tiếng, nhưng nhóm bạn của Tăng Thanh Hà vẫn luôn chứng tỏ giữa họ là tình bạn chân thành. Trải qua hơn 10 năm gắn bó, cả bốn người vẫn luôn sát cánh bên nhau. Cho đến nay, họ đều trở thành những người phụ nữ thành đạt, những người vợ, người mẹ trưởng thành. Hội bạn gia đình văn hóa. Nhắc đến hội bạn thân V-pop, nếu không nhắc tới Đông Nhi, ông Cao Thắng, Noo Phước Thịnh, Ngô Kiến Huy và Khổng Tú Quỳnh sẽ là một thiếu sót lớn. Họ là lứa ca sĩ đi lên từ xuất phát điểm với hình tượng ca sĩ tuổi teen. Tính cho đến nay, nhóm bạn này đã có hơn 10 năm gắn bó với nhau. Đồng hành từ khi mới vào nghề nên việc thể hiện sự thân thiết qua những hành động ôm hôn, kề vai bá cổ là điều dễ dàng bắt gặp ở năm ngôi sao này. Đặc biệt mỗi khi hội tụ ở phim trường hay show ca nhạc, sự xuất hiện của bộ sậu này luôn khiến cả hậu trường náo loạn. Thậm chí ngay cả khi đối đầu nhau trên ghế nóng game show truyền hình thì Đông Nhi, ông Cao Thắng và Noo Phước Thịnh vẫn không quên bảo vệ bên vực cho nhau ngoài những giờ phút tranh giành thí sinh ác liệt. Đến nay, khi cả năm thành viên đã định hướng cho mình con đường phát triển riêng và cũng bắt đầu có sự phân hóa về vị thế, tuy nhiên tình bạn hơn 10 năm vẫn được trân trọng và níu giữ theo phong cách riêng. Hội bạn tứ đại mỹ nhân. Trong hội tứ đại mỹ nhân gồm Phạm Quỳnh Anh, Minh Hằng, Mai Phương Thúy, Hoàng Thùy Linh, thì bạn gái Vĩnh Thụy được coi là em út và cũng là thành viên được cưng chiều nhất nhóm. Tuy nhiên, cô nàng này lại thường xuyên bị tố đi trễ và hay xài giờ cao su. Ít ai ngờ rằng Hoàng Thùy Linh và Minh Hằng lại thân thiết với nhau đến vậy. Mặc dù theo đuổi sự nghiệp và hình tượng khác nhau, nhưng cả bốn người đẹp của showbiz đều không ngại hỗ trợ nhau trong các sự kiện. Hiếm có một sản phẩm song ca và cũng ít khi được đứng chung sân khấu, nhưng chỉ cần có dịp tề tụ, hội tứ đại mỹ nhân này không ngại biến khu vực mình sở hữu thành một cái chợ đúng nghĩa. Hội bạn thân lầy lội. Xuất phát từ điểm chung là hài hước và tích cực dìm hàng đối phương, nên theo thời gian, năm thành viên này đã lập nên nhóm bạn 4 nam 1 nữ đình đám của V-pop. Thay vì bá vai bá cổ ôm ấp tình cảm, team lầy lội này thường xuyên đá sấy bạn bè bằng những cách khác người như đào mộ ảnh quá khứ, chụp ảnh dìm hàng hay không ngừng chê bai thói xấu của nhau. Tuy nhiên, ở bất cứ địa điểm nào, sự xuất hiện của cả năm thành viên Thanh Duy, Khởi My, Kevin Khánh, Đại Nhân và Johnny cũng đều khiến công chúng ganh tị bởi sự thấu hiểu và ủng hộ nhau vô điều kiện. Bất cứ địa điểm nào sự xuất hiện của cả năm thành viên cũng đều khiến công chúng ganh tị bởi sự thấu hiểu và ủng nhau vô điều kiện. Hội bạn mỹ nhân chân dài. Trong giới showbiz, Ngọc Trinh có một hội bạn thân gồm các chân dài xinh đẹp. Họ xuất hiện cùng nhau ở nhiều sự kiện, các chuyến du lịch hay hẹn hò cà phê ăn uống. Mỗi khi rảnh rỗi sinh nhật của ai đó, Trà Ngọc Hằng, Ngọc Trinh, Bi Lăng Phạm lại hội ngộ. Khi bạn bè ra mắt dự án mới, họ đều có mặt chúc mừng. Từng có cuộc sống nghèo khổ làm mẹ đơn thân, hiện tại Việt Trinh và con trai sung túc thế này đây. Việt Trinh còn sở hữu biệt thự sân vườn rộng lớn khiến nhiều người mơ ước. Nói về Việt Trinh, mọi người vẫn nhớ đến một mỹ nhân, một minh tinh trên màn ảnh vào năm 1990. Khi ấy, khó có diễn viên nào ăn khách như cô. Mức giá cát xê mà người đẹp Tây Đô nhận được từ lên đến vài chục cây vàng và có hàng trăm người hâm mộ đến nhà xin chữ ký hàng ngày. Nhan sắc của Việt Trinh khi ấy cũng khó có ai sánh bằng. Có thể nói Việt Trinh là ngôi sao của cuộc sống xa hoa, bậc nhất showbiz Việt lúc bấy giờ. Tuy nhiên một thời gian sau, cô gặp nhiều điều tiếng, thị phi khi vướng vào hai đại gia. Cả hai đều mang án hình sự vì có những việc làm trái với quy định của pháp luật. Một người đã bị tử hình, một người từ tử hình giảm xuống chung thân, hiện đang thụ án tù chung thân. Năm 2010, người hâm mộ ngỡ ngàng khi thấy sự xuất hiện trở lại của Việt Trinh thông qua một số dự án phim do cô làm đạo diễn. Tuy nhiên, đây là một hình ảnh khác hoàn toàn của người đẹp Tây Đô. Không còn là một nữ diễn viên trẻ đẹp ngạo mạn, không xem ai ra gì, mà thay vào đó là một bà mẹ đơn thân, sống khép kín và sùng bái đạo Phật. Dù có nhắc đến con trai, nhưng Việt Trinh chưa bao giờ lộ diện về cậu bé trước mặt truyền thông.
nữ diễn viên cho hay cô không nói với con về lý do tan vỡ giữa mình và chồng vì cô muốn con có những ký ức đẹp về gia đình. Rước khi khoe về tài sản nên cũng không ít người biết được Việt Trinh đang sở hữu biệt thự sân vườn và xe hơi tiền tỷ. Hiện tại Việt Trinh và con trai sống tại biệt thự nhà vườn ngập cây xanh, hoa quả tại Bình Dương, cách xa chốn Sài Gòn phồn hoa đô hội. Vì có lòng tín mộ rất lớn đối với đạo Phật nên trong nhà nữ diễn viên đã tạo nên nhiều không gian thờ cúng. Phòng bếp và phòng khách được thiết kế làm hai gian nhà riêng biệt. Gara ô tô được đặt sát bên phòng bếp. Phía bên hông căn nhà là chiếc xích đu dùng để ngồi hóng mát. Khuôn viên biệt thự của Việt Trinh khá rộng lớn, xung quanh được bao bọc bởi cây xanh. Ngoài những lúc bận rộn trên trường quay, cô lại dành thời gian chăm lo cho nhà cửa vườn tược. Cô còn tự tay trồng nhiều loại thức ăn hoa quả để đảm bảo sức khỏe. Ngoài ra, cô còn có thu nhập ổn định khi làm chủ một hãng phim. Được biết Việt Trinh cũng là một trong những diễn viên đầu tiên ở Việt Nam sở hữu ô tô riêng. Hiện tại Việt Trinh anh dây trường, thường xuyên đi làm từ thiện để cho tâm hồn được thanh thản và bình yên. Cô tự nhủ với lòng là phải biết vượt qua mọi điều tiếng của đời thường để có cuộc sống tốt hơn.